Các UAV trở thành vũ khí quan trọng với cả hai bên trong cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng việc thiếu sự phối hợp trong quân đội đã đặt Kiev vào tình thế bất lợi. Đặc biệt, các hệ thống gây nhiễu cũng như tác chiến điện tử được ví như bàn tay vô hình đang góp phần định hình chiến trường. Bàn tay vô hình định hình chiến trường. Màn hình video của người lính Ukraine lúc đầu bị mờ, khung cảnh cây cối gãy đổ và hố đạn pháo hầu như không nhìn thấy được trước khi tối đen hoàn toàn. Nga đã gây nhiễu tín hiệu máy bay không người lái của Ukraine khi nó đang bay bên ngoài thị trấn Crimea ở miền đông nước này. Một số ngày mọi thứ diễn ra suôn sẻ như những ngày khác thì không, máy bay không người lái rất dễ hỏng và bị gây nhiễu, binh lính Ukraine có biệt danh là DG cho hay. Trong một thời gian, Ukraine đã tận hưởng lợi thế của những chiếc máy bay không người lái tự nổ được sử dụng như tên lửa tự chế. Các vũ khí này dường như là giải pháp thay thế hiệu quả cho đạn pháo để tấn công các lực lượng của Nga. Hiện nay, những ngày tồi tệ đang bắt đầu át đi những ngày thuận lợi đó của Ukraine. Các biện pháp đối phó điện tử đã trở thành một trong những vũ khí đáng gờm nhất của quân đội Nga sau nhiều năm mài rũa khả năng. Tác chiến điện tử vẫn là bàn tay vô hình trong phần lớn cuộc xung đột và giống như quân số cũng như nguồn cung đạn dược, Ukraine gặp khó khăn trong lĩnh vực này so với Nga. Moscow có nhiều thiết bị gây nhiễu hơn, có khả năng áp đảo các tín hiệu của Ukraine bằng cách phát sóng cùng tần số ở công suất cao hơn. Nga cũng thể hiện sự phối hợp tốt hơn giữa các đơn vị của họ. Với việc viện trợ quân sự phương Tây vẫn bấp bênh và đạn pháo ở mức thấp, áp lực lên các phương tiện không người lái của Ukraine chỉ ngày càng tăng, khiến cho quân đội Kiev rơi vào tình thế ngày càng nguy hiểm. Các cuộc phỏng vấn với các binh lính, chỉ huy và nhà phân tích quân sự Ukraine đều cho rằng khả năng gây nhiễu của Nga đang gây sức ép lên nguồn cung UAV hạn chế của Ukraine và đe dọa loại bỏ một thành phần quan trọng trong kho vũ khí của nước này khi Điện Kremlin sản xuất hàng loạt đội UAV của riêng mình. Quân đội Ukraine mô tả, trong khi một bên thực hiện những thay đổi về công nghệ, chẳng hạn như sử dụng các tần số khác nhau hoặc thiết bị gây nhiễu cho UAV thì sau đó, bên kia sẽ bắt kịp trong vài tuần hoặc vài tháng, làm mất đi bất kỳ lợi thế ngắn hạn nào. 37. Một trung sĩ phụ trách trung đội UAV ở mặt trận phía đông Ukraine cho biết có một cuộc chạy đua vũ trang liên tục. Chúng tôi đang cải tiến công nghệ để đối phó với những thực tế mới trên chiến trường và trong một thời gian nữa. Nga sẽ lại phải phát minh ra thứ gì đó mới để có thể phòng vệ trước các cuộc tấn công của chúng tôi. Máy bay không người lái cỡ nhỏ giá rẻ đã trở thành một phần chính trong xung đột ở Ukraine kể từ năm 2014. Tuy nhiên, năm 2022, khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, việc sử dụng các phương tiện không người lái trên chiến trường đã tăng vọt. Năm 2023, Ukraine được cho là trên cơ trong cuộc chiến UAV bằng cách triển khai các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, FPV, với số lượng lớn. FPV đóng vai trò quan trọng với chúng tôi bởi các phương tiện này về cơ bản giống như pháo di động, góp phần bù đắp cho tình trạng thiếu đạn pháo. Chúng có tầm hoạt động tương tự như súng cối nhưng độ chính xác cao hơn nhiều, Diaadia, người điều khiển UAV thuộc lữ đoàn cơ giới 63 cho hay. Sức mạnh của pháo đến từ sự thiếu chính xác. Bằng cách bao phủ các khu vực rộng lớn bằng đạn pháo có độ phân mảnh cao và nổ mạnh, nó có thể nhanh chóng làm gián đoạn các hoạt động trên chiến trường bằng cách gây thương tật cho binh lính và phá hủy các phương tiện đây là một chiến thuật gần như không thể lặp lại với một hoặc hai UAV. Giữa bối cảnh đạn pháo của Ukraine suy giảm vào mùa thu năm ngoái và mùa đông, các FPV đã phát huy hiệu quả trong việc chế áp và tấn công liên tục các chiến hào và phương tiện của Nga. Đạn pháo quý giá được dự trữ để đẩy lùi các cuộc tấn công trên bộ của Nga. Tuy nhiên, quân đội Nga kể từ đó đã cải thiện khả năng gây nhiễu và tận dụng thời tiết xấu làm lợi thế của mình, tiến công trong sương mù và mưa trong khi các UAV gặp khó khăn khi bay cả hai bên đều nhanh chóng nắm bắt những phát triển và chiến thuật quan trọng của FPV của đối thủ. Hiện nay, những công nghệ này đã hoàn thiện rất nhanh chóng với cả hai bên, Samuel Bennett, chuyên gia về máy bay không người lái quân sự Nga tại Trung tâm Phân tích Hải quân, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Virginia, cho hay. Tình thế bất lợi của Ukraine Đầu tháng này, Đội quân nhỏ của DG, một phần của đơn vị vệ binh quốc gia được biết tới là lữ đoàn Burovi đã thiết lập tiền đồn UAV trong những đống đổ nát của một trang trại gần tiền tuyến bên ngoài Crimea. Họ triển khai các thiết bị cần thiết để phát video và chuyển tiếp các lệnh từ phi công tới các FPV bao gồm anten, dơ le tần số, internet vệ tinh Starlink và máy tính sách tay. Trong hai nhiệm vụ đầu tiên, Màn hình của DG cho thấy thảo nguyên của Ukraine bên dưới khi UAV của Anh phóng qua khu vực hoang dã với tốc độ lên tới 96 km h được gắn khoảng 1,3 kg chất nổ mạnh nhằm mục đích phá hủy các phương tiện của Nga. Tuy nhiên, chẳng bao lâu, tín hiệu bị mất do Nga đã gây nhiễu. Nhiệm vụ thứ ba nhắm vào một súng phóng lựu trong chiến hào của Nga đã thành công một phần. Chiếc UAV trị giá 500 đô la Mỹ phát nổ ở một cái cây phía trên chiến hào nhưng nó đã bị gây nhiễu cách đó chỉ vài mét trước khi phát nổ. Các binh lính Ukraine cho biết, mặc dù có khả năng mạnh mẽ nhưng các thiết bị gây nhiễu của quân đội Nga được triển khai không đồng đều dọc tiền tuyến gần 100 km, và xe bọc thép của họ thường dễ trở thành mục tiêu vì chúng thường không được lắp các hệ thống gây nhiễu. Việc Ukraine tiếp cận với UAV và tác chiến điện tử đã được tài trợ và cung cấp một phần bởi các nhóm khác nhau ngoài quân đội, bao gồm cả ngành công nghệ thông tin. Mỗi đơn vị UAV trên chiến trường đóng vai trò như một phòng thí nghiệm các công nghệ mới, các thủ tục mua sắm và các nhiệm vụ chiến đấu. Trong khi đó, cách tiếp cận của Nga mang tính từ trên xuống nhiều hơn với sự giám sát quân sự chặt chẽ. Điều này khiến đội UAV của Nga trở nên dễ dự đoán hơn với ít sự thay đổi về chiến thuật và chủng loại. Tuy nhiên, nó cũng cho phép quân đội Nga gây nhiễu UAV của Ukraine trên chiến trường mà không cần phải gây nhiễu thiết bị của chính mình bằng cách phối hợp giữa đường bay và các thiết bị gây nhiễu. Không có điều gì giống như vậy ở phía Ukraine, một người điều khiển UAV của Ukraine cho hay. Việc thiếu cấu trúc chỉ huy rộng hơn có thể điều phối các đơn vị UAV dọc tiền tuyến thường gây ra sự bối rối trong quân đội Ukraine. Người điều khiển UAV đôi khi có thể mất kết nối với máy bay của họ và cuối cùng phải nhìn qua camera của một UAV khác. Tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thành lập lực lượng các hệ thống không người lái, một phần mới của lực lượng vũ trang nhằm cải thiện sự tương tác giữa các đơn vị FPV với nhau. Tuy nhiên, khả năng sản xuất hàng loạt UAV trên quy mô công nghiệp của Nga là một vấn đề cấp bách. Quân đội Ukraine cho biết họ thường buộc phải tranh giành UAV, bất chấp cam kết của chính phủ về việc sản xuất hàng nghìn chiếc. Sếp chỉ huy một công ty UAV ở phía đông Ukraine cho biết đơn vị của ông thực hiện 20, 30 nhiệm vụ sử dụng FPV mỗi ngày, tùy thuộc vào nguồn cung UAV của họ, hầu như hoàn toàn đến từ sự quyên góp tình nguyện. Ông nói chính phủ hầu như không cung cấp cho đơn vị của ông. Tháng 7 năm ngoái, Họ đã nhận được một số ít và sau đó lại nhận được một lần nữa vào tháng 12. Chúng tôi đang sản xuất nhiều nhất có thể, xếp cho hay, song cho rằng không thể chỉ sử dụng FPV để giành chiến thắng trong cuộc xung đột này. Nga tăng cường bom lượn hủy diệt mục tiêu, Ukraine loay hoay chống đỡ. Bom lượn đã trở thành vũ khí chủ chốt của không quân Nga nhằm tạo lợi thế trên không và giành thêm đất trên thực địa. Hiện Ukraine vẫn chưa có phương án chống đỡ thực sự hữu hiệu trước thứ vũ khí có sức hủy diệt đáng sợ này. Nga đẩy mạnh sử dụng bom lượn với nhiều đặc điểm lợi hại. Giới chuyên gia phương Tây ghi nhận, không quân Nga đã cải thiện đáng kể hiệu quả của mình trong cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine bằng việc tăng cường sử dụng bom lượn, từ đó đóng góp vào các thành công gần đây của Nga trên chiến trường. Số lượng lớn bom của Nga từ thời Xô Viết mang khối thuốc nổ tới nửa tấn đã được gắn thêm cánh và hệ thống dẫn đường để có thể bay cự ly xa với độ chính xác nhất định. Điều chỉnh này cho phép máy bay phản lực Nga ném bom ở cự ly xa hơn để tránh hệ thống phòng không Ukraine. Cùng với UAV, tên lửa và trọng pháo, các quả bom lượn này đã bổ sung hỏa lực hủy diệt cho chiến dịch quân sự của Nga tại miền đông Ukraine, đặc biệt là tại thị trấn Avdiivka mà Nga mới giành được. Giới chức Ukraine cho biết, thứ vũ khí đa dạng này của Nga vẫn là nỗi đau đầu đối với quân đội Ukraine. Theo họ, Vũ khí hiệu quả nhất giúp họ đối phó được với bom lượn là máy bay tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất và được Ukraine khát khao bấy lâu nay. Nga lần đầu triển khai bom lượn vào năm ngoái, 2023. Giải pháp đó giúp Nga vượt qua thách thức từ phòng không Ukraine muốn vô hiệu hóa ưu thế trên không của Nga trong những ngày đầu của cuộc xung đột quân sự Ukraine. Dẫu Ukraine vẫn sở hữu hệ thống phòng không và một số máy bay chiến đấu thì Nga vẫn xoay sở được để tấn công Ukraine từ khoảng cách xa hơn bằng các quả bom lượn. Dmitry phát ngôn viên lực lượng quân sự Ukraine ở miền Đông, thừa nhận các quả bom này thật không may, có sức hủy diệt rất lớn. Chúng đơn giản là phá hủy tất thảy, phá hủy các công trình, các cơ sở hạ tầng có thể dùng làm công sự phòng ngự. Lực lượng Ukraine cũng có sử dụng bom lượn, bao gồm hệ thống bom tấn công trực diện phối hợp GDAM với độ chính xác cao hơn cả của Nga. Tuy nhiên, Ukraine thiếu thốn loại bom này. Trong khi đó, Bom lượng Nga đã thể hiện hiệu quả trong việc đánh chiếm Avdiivka. Trong một đăng tải trên mạng xã hội Telegram giữa lúc diễn ra trận chiến Abdiva, quân nhân Maxim Zorin thuộc lữ đoàn tấn công độc lập số 3 của Ukraine đã mô tả rằng có từ 60 đến 80 quả bom lượng của phía Nga lao thẳng xuống khu vực anh ta mỗi ngày. Những quả bom này phá hủy hoàn toàn mọi vị trí. Tất cả nhà cửa, cấu trúc xây dựng đều biến thành hố sau khi một quả bom lượng như thế rơi xuống đây. Dựa trên số liệu từ Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ukraine, Konrad Mujica, giám đốc của hãng tư vấn quốc phòng Rochan có trụ sở ở Ba Lan, nhận xét rằng từ giữa tháng 12 năm 2023, số lượng các cuộc không kích của Nga nhằm vào vị trí quân Ukraine đã gia tăng đáng kể và đa số các cuộc tấn công này sử dụng bom lượn. Theo Mujica, kể từ tháng 1 năm 2024, các cuộc không kích của Nga trên khắp chiến tuyến thường xuyên vượt mức 100 vụ một ngày, riêng 4 ngày trước khi Avdivka thất thủ, con số này lên tới gần 160 vụ. Mujica phân tích, phía Nga thực sự chẳng mất gì cả. Tôi mừng tượng họ có nhiều bom loại này, họ sẽ không bị cạn kiệt nhanh chóng. Bom lượng của Nga rất tiện cho tác chiến đô thị. Blogger quân sự Nga Military Informant xác nhận trên mạng Telegram vào ngày 2 tháng 3 năm 2024 rằng máy bay Nga đã tăng đáng kể tỷ lệ sử dụng bom thả xuống các vị trí của Ukraine, đặc biệt là quanh Avdiivka. Blogger này viết, việc ném bom như thế này theo nghĩa đen là không cho phép lực lượng vũ trang Ukraine sống sót, từ đó dẫn đối phương đến chỗ đánh mất rõ rệt nhân lực và lãnh thổ. Mikola Biliashkov, nhà phân tích quân sự tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia ở Kiev, đánh giá rằng các loại bom như thế đang gây ra mỗi lúc một nhiều vấn đề cho Ukraine. Giới chức Ukraine cho rằng kết cấu sắt nặng nề của quả bom lượng khiến nó gần như không thể bị bắn rơi, bởi vì hệ thống phòng không được thiết kế chủ yếu để phát hiện tên lửa đang bay theo một quỹ đạo rõ ràng, không như bom lượn. Nhà phân tích Billy Escott nói, chúng tôi cố gắng chống lại chúng bằng phương tiện hạn chế có trong tay. Theo ông, rốt cuộc, một trong những giải pháp tốt nhất để khắc phục thực trạng này vẫn sẽ nằm ở máy bay tiêm kích F-16. Hiện phi công Ukraine đang trong quá trình huấn luyện để lái loại máy bay này. Dự kiến, Ukraine có thể triển khai F-16 trong mùa hè 2024. Bilisco chia sẻ thêm, Tiêm kích F-16 với các chỉnh sửa mới nhất đối với tên lửa không đối không AIM-120 có thể làm tăng rủi ro cho máy bay phản lực của Nga khi các máy bay này thả bom lượn hoặc bay trở về căn cứ. Đội hình máy bay Nga vẫn duy trì tần suất tấn công ở mức cao. Gần đây, phòng không Ukraine tuyên bố gặt hái một số thành công khi Nga đẩy mạnh sử dụng không quân. Lực lượng này tuyên bố đã bắn hạ khoảng 15 máy bay quân sự Nga, bao gồm 10 chiếc tiêm cường kích Su-34, hai chiếc tiêm kích đa năng hạng nặng Su-35 và một chiếc máy bay radar A-50 đều trong tháng 2 vừa qua. Tuy nhiên, có một vấn đề là chưa thể kiểm chứng độc lập các tuyên bố như vậy. Một số nhà phân tích tỏ ra hoài nghi sâu sắc về số liệu của Ukraine. Justin Brown, một chuyên gia về không chiến, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Liên Quân Chủng Hoàng gia ở London, Anh, nhận xét tuyên bố quá đà luôn là vấn đề trong câu chuyện tấn công tầm xa. Bron đồng ý rằng Ukraine có thể đã bắn rơi một số máy bay nhất định của Nga, nhưng cũng có thể một số máy bay khác của Nga đã thả bom sớm khi chưa đi vào tầm hoạt động của radar Ukraine nhằm tránh hỏa lực đối phương. Theo Bron, điều này gây ra hiệu ứng máy bay biến mất khỏi màn hình và làm Ukraine lầm tưởng đã bắn hạ được máy bay đối phương. Trong khi đó, Mujica lưu ý rằng chúng tôi chưa thấy sự sụt giảm lớn về số lượng các vụ không kích do Nga thực hiện. Mặc dù vậy, Tình báo Anh xác nhận Ukraine đã bắn hạ được ít nhất một máy bay A-50 của Nga, một công cụ lợi hại được trang bị radar tiên tiến. Nga không báo cáo bị tổn thất máy bay này nhưng cha của một hoa tiêu A-50 đăng tải lên mạng xã hội vi contact của Nga rằng con trai ông, Alexan, đã chết khi thực thi nhiệm vụ quân sự vào hai ngày trước đó đúng thời điểm A-50 được cho là đã bị bắn rơi. Viện nghiên cứu chiến tranh ESVK, có trụ sở ở Washington, cũng nhận định rằng máy bay Nga có vẻ tiếp tục thực hiện các vụ tấn công bằng bom lượn. Với tần suất tương đối cao bất chấp các thông tin cho rằng lực lượng Ukraine đã bắn hạ tương đối nhiều máy bay chiến đấu của Nga. ISVK cho rằng có thể Bộ Chỉ huy Nga đã cân nhắc kỹ lợi hại, xác định ích lợi từ sử dụng bom lượn lớn hơn nhiều so với rủi ro từ việc đưa máy bay tiến gần mục tiêu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy nhấn like và đăng ký kênh để kênh có động lực ra các clip tiếp theo.